Rất đáng tiếc cho tình huống xử lý bóng lỗi vừa rồi của Quang Hải. Huấn luyện viên Sven-Göran Eriksson trong cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra ngày hôm qua đã rất mạnh dạn tuyên bố là ngày hôm nay đội tuyển Philippines sẽ giành chiến thắng với 2 bàn cách biệt trở lên. Tuy nhiên, để có thể biến những tuyên bố thành thực tế trên sân thì nó sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào những gì mà các cầu thủ Philippines thể hiện trong trận đấu này. Một pha vào bóng của Stefan Struck với Trọng Hoàng, một tình huống giống hệt như những gì đã diễn ra trong trận đấu lượt đi khi Philippines đã rất dẫn và khiến cho nhiều cầu thủ của chúng ta đã bị đau ở trên sân. Một mặt sân đẹp hơn rất nhiều so với sân Panath, nhưng xem ra đây cũng sẽ tiếp tục là một trận đấu khác mà các học trò của huấn luyện viên Sven-Göran Eriksson sẽ chơi quyết liệt, chịu khó va chạm và áp sát để ngăn chặn những cầu thủ chơi kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam có thể phát huy được tối đa khả năng của mình. Bộ đôi trung vệ của đội tuyển Philippines trong trận đấu ngày hôm nay vẫn là những cái tên quen thuộc, đó là số 33 Alvaro Silva và số 3 De Mega. Trong trận bán kết lượt đi trên sân Panath, Alvaro Silva đã rất tiểu xảo và nhiều lần phạm lỗi đối với Anh Đức và Quang Hải. Khi chúng tôi hỏi ấn tượng của Silva về những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thì đương nhiên là anh có rất nhiều những ấn tượng với những người đồng đội cũ ở câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Đây là Stibo. Có vẻ như là đội tuyển Philippines sẽ chơi pressing ở trong hiệp đấu này khi mà đội hình của đội khách đang được dâng cao. Đường truyền của Finjang Husband. Những pha phối hợp ở đoạn ngắn. Nhưng sau một loạt những tình huống như vậy, có thể là những đường phất bóng dài hoặc phát triển bóng sang hai biên. Đây là một pha bóng như vậy. Lối chơi của đội tuyển Philippines đã trở nên rất quen thuộc với những người hâm mộ Đông Nam Á tại giải năm nay. Anh Đức và Đức Huy tranh chấp rất tốt. Sự có mặt của những cầu thủ như Đức Huy sẽ mang tới nhiều cơ hội hơn trong khả năng sáng tạo và thực hiện những đường kiến tạo cho đồng đội từ Lương Xuân Trường. Stable. Demega. Có một chi tiết khá thú vị là đến thời điểm này, cả đội tuyển Việt Nam của chúng ta và đội tuyển Philippines đều có 5 cầu thủ ghi bàn tại AFF Suzuki Cup năm nay. Trong đó cầu thủ Anh Đức. Đường chuyền của Đức Huy, pha xử lý hơi vội. Vẫn còn pha vào Đức. Xuân Trường. Đáng tiếc cho pha xử lý cuối cùng của Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức là một trong số 3 cầu thủ đã ghi được 2 bàn thắng tại AFF Suzuki Cup năm nay của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh Phạm Văn Đức thì còn có Quang Hải và Công Phượng là những cầu thủ đã ghi 2 bàn và người đang ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam ở giải năm nay, đó chính là Anh Đức, người vừa chuyền bóng. Như vậy là sẽ có quả đá phạt dành cho đội tuyển Việt Nam. Như thường lệ thì hàng trên của đội tuyển Việt Nam đang rất tích cực và chịu khó tranh chấp. Vừa rồi thì Quang Hải đã phát huy hiệu quả của mình trong một tình huống quấy phá đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Philippines và khiến cho Alvaro Silva buộc phải phạm lỗi với anh. Một tình huống vào bóng bằng gầm giày của Alvaro Silva đối với người đồng đội cũ của mình tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, và có vẻ như trong tài chính điều khiển trận đấu cho tài người Nhật Bản, ông Kimura đã rút thẻ đối với Alvaro Silva. Đây là một cự ly, một góc sút rất lý tưởng để cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể mở tỷ số của trận đấu từ rất sớm. Ngày hôm nay thì ông Park Hang-seo đang để Xuân Trường đá chính. Một pha bóng mà vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đang chỉ đạo rất tích cực các học trò của mình. Và những ống kính máy quay của chúng tôi đang hướng đến các vị trí của Quang Hải và Lương Xuân Trường. Phút thứ 5 của trận đấu, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines phải chăng sẽ chuẩn bị có một bước ngoặt xảy ra ở trên sân Mỹ Đình? Xuân Trường đang rất tập trung. Chúng ta cùng xem
là với cự ly đá phạt như thế này thì Xuân Trường hay cầu thủ khác sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng là một trong những cổ động viên đặc biệt tại sân Mỹ Đình ngày hôm nay. Xuân Trường! Có một thông tin đáng chú ý là nhãn hàng Euro Window sẽ tăng thưởng 150 triệu đồng tiền mặt cho cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn trong trận đấu. Đồng thời sẽ tặng toàn bộ ban huấn luyện và đội tuyển mỗi người một voucher nghỉ dưỡng tại Movenpick Cam Ranh. Chúng ta sẽ cùng xem ai sẽ là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Hy vọng là như vậy. Quả phạt góc dành cho đội tuyển Việt Nam. Xuân Trường. Cú đánh đầu phá bóng ra của Álvaro Silva. Ngày hôm nay thì có lẽ đội tuyển Philippines vẫn sẽ thi đấu với cách chơi bóng quen thuộc của mình, đó là các tình huống bóng bổng qua những đường truyền dài dành cho những cầu thủ có lợi thế về thể hình. Và một trong số những cầu thủ mà hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đặc biệt phải chú ý đó chính là Strop, tiền vệ màu số 17. Đây là một cầu thủ có thể thi đấu tốt ở cả hai cánh và có thể thực hiện những tình huống bóng bổng rất khó chịu, và đây chính là Strop. Đúng là như vậy, như anh Tuấn Anh vừa chia sẻ thì trong trận đấu lượt đi, Stefan Strop thực hiện những đường truyền điểm rơi khá lợi hại và gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Thêm lần nữa, chúng ta đã lấy bóng thành công. Một pha phối hợp tốt của đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng. Tuyến giữa đang hoạt động thành công với việc ngăn chặn được những pha phối hợp của các cầu thủ Philippines. Phi Young Husband. Khá nguy hiểm. Vừa rồi là một tình huống mà chút nữa Finn Young Husband đã có thể khống chế được bóng trong khu vực 16m50. Đây là Young Husband. Phạt góc cho đội tuyển Philippines. Như thường lệ trong một trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam thì công ty Suzuki đã mời trẻ em của làng trẻ SOS Hà Nội tham gia dắt tay các cầu thủ ra sân. Đồng thời thì Suzuki cũng ưu ái dành riêng 50 suất vé cho các cháu và các mẹ của làng trẻ SOS Hà Nội đến cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Những cổ động viên rất nhiệt tình dành cho đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu sân nhà vừa qua. Bóng trong chân của các cầu thủ Philippines. Người đánh đầu pha bóng là Đình Trọng. Đình Trọng đã có một pha xử lý tuyệt vời, rất dũng cảm và giải nguy cho khung thành của đội tuyển Việt Nam. Phan Văn Đức. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Rất tốt. Trọng Hoàng. Đã bị hết đà ở những mét cuối cùng. Nhưng đó cũng là một tình huống xử lý và phối hợp đáng chú ý mà đội tuyển Việt Nam vừa tạo ra với Đức Huy là người chuyền bóng, còn Trọng Hoàng là cầu thủ chạy chỗ. Vừa rồi là một pha phối hợp tấn công rất có nét của đội tuyển Việt Nam. Đức Huy đã chuyền bóng vào khoảng trống cho pha băng lên của Trọng Hoàng. Đáng tiếc là Trọng Hoàng xuất phát chỉ chậm mất một nhịp thôi, không thì đã có được một tình huống chuyền ngang nguy hiểm dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Álvaro Silva. Ngày hôm nay bắt chính trong khung thành của đội tuyển Philippines không phải là thủ môn có gốc Thụy Điển Fakesgap, mà Trấn Dương Thành là thủ môn thứ ba của đội bóng này ở giải năm nay, đó là Patrick Dayto. Và thủ môn số 1 Nay Atris đã phải về thi đấu cho câu lạc bộ Cardiff City tại giải bóng đá ngoại hạng Anh. Những đường bóng bổng của đội tuyển Philippines vẫn đang được các cầu thủ phòng ngự vốn thi đấu rất chắc chắn của tuyển Việt Nam hóa giải thành công từ đầu trận đến giờ. Quang Hải, một cái tên mà các cầu thủ Philippines đánh giá rất cao và dành cho Quang Hải một sự chăm sóc rất kỹ lưỡng ở trong trận đấu lượt đi. Một cú sút ngay của Trọng Hoàng. Tại giải năm nay thì Trọng Hoàng chưa ghi bàn,
nhưng anh là một trong số những cầu thủ gây ấn tượng rất mạnh với giới chuyên môn và đối với chính bản thân huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson. Trước trận bán kết lượt đi, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc và phỏng vấn với ông Sven-Goran Eriksson. Thì những cầu thủ mà ông đặc biệt chú ý ở tuyển Việt Nam, trong đó có Anh Đức, có Phan Văn Đức, có Trọng Hoàng và Quang Hải, và cùng với đó là trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải. Trọng Hoàng đã có 2 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ở giải năm nay. Đó là một tình huống truyền từ cánh phải dành cho Tiến Linh, và một tình huống đó chính là pha kiến tạo dẫn tới bàn ấn định tỷ số 2-1 ở trận bán kết lượt đi cho Phan Văn Đức. Đây là Strock. Pha xử lý không thành công của Strock. Duy Mạnh. Một tình huống chủ động đá bóng vào người đối phương. Cho đến lúc này thì các vị trí phòng ngự vẫn đang thi đấu rất lạnh lùng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã xây dựng được một hệ thống thi đấu mà ở đó vai trò của các cầu thủ phòng ngự được đề cao. Chúng ta luôn phòng ngự theo vị trí và có một cự ly đội hình hợp lý, và khiến cho đội bạn thường không có nhiều khoảng không, những khoảng không gian để chơi bóng hay phối hợp cùng nhau. Ramsey. Quang Hải đã chơi khôn ngoan ở trong tình huống chen chấp vừa rồi đối với cầu thủ của đội tuyển Philippines. Mặc dù đã dẫn với tỷ số 2-1 ở trận lượt đi, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các học trò đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu lượt về, được dự đoán là không hề dễ dàng một chút nào dù chúng ta có lợi thế sân nhà. Rachel. Đức Huy. Đức Huy và Đoàn Văn Hậu đã liên tục có được những tình huống tranh chấp hiệu quả. Đây là một trong số 3 sự thay đổi của huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson. Và đây là Công Phượng và Văn Toàn. Văn Toàn đã có thể quay trở lại tập luyện cùng với các đồng đội, nhưng chắc chắn không thể ra sân ở trận bán kết lượt về này. Trong khi Công Phượng, có lẽ anh sẽ tiếp tục chờ duyên ghi bàn khi được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân. Xuân Trường. Lối đã thuộc về Lương Xuân Trường. Có thể là chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội của đội tuyển Việt Nam từ những pha phản công với những tình huống chuyền dài hay chọc khe cực kỳ chính xác của Lương Xuân Trường. Rất hay. Thời gian trôi đi sẽ là một sức ép đối với cao thủ Philippines. Finn Jang Hasbun cho rằng anh đã bị phạm lỗi và đội tuyển Philippines cần được hưởng quả đá phạt 10m, nhưng trọng tài chính người Nhật Bản, ông Kimura, đã nói không. Vừa rồi là một tình huống chúng ta thấy được lợi thế của các cầu thủ Philippines trong các tình huống bứt tốc. Đúng là rất khó để có thể thổi phạt đối với Duy Mạnh. Trong khi anh ngã thì đã va chạm vào chân của Jung Hasbun, nhưng đó là tình huống rất khó để cho trọng tài người Nhật Bản ông Kimura có thể thổi phạt đối với đội tuyển Việt Nam. Dẫu vậy thì đó cũng là một pha bóng rất đáng chú ý của đội tuyển Philippines và đòi hỏi sự tập trung liên tục từ phía hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Philippines chuyền bóng trong nhóm dành cho nhau khá nhiều khu vực sân nhà, nhưng ngay lập tức thì họ có thể bất thần thực hiện những đường phất bóng dài lên phía trên dành cho một cầu thủ rất lợi hại là Finn Jang Hasbun. Chúng ta có thể nghe rất rõ những tiếng chỉ đạo của trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Đức Cảnh ở bên phía ngoài sân. Sau khi để đối phương đoạt bóng thì ban huấn luyện đang yêu cầu cao thủ chúng ta lui về sân nhà thật nhanh. Xử lý của Phan Văn Đức. Anh Đức.
Đức Huy rất bình tĩnh. Đây là Trọng Hoàng. Quang Hải rất hay. Các tiền vệ của đội tuyển Philippines vừa rồi đã kịp thời ngăn chặn pha phối hợp của đội tuyển Việt Nam. Người đã ngăn chặn trong tình huống cuối cùng đó chính là Ingresso. Stroke. De Mega. Ingresso. Đường chuyền dài của Alvaro Silva. Alvaro Silva cho đến lúc này đang đóng vai trò là người phát động những đợt tấn công của đội tuyển Philippines bằng bóng dài ngay từ phần sân nhà. Có lẽ Quang Hải lại bị các cầu thủ Philippines phạm lỗi. Huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson và các cầu thủ bên phía đội tuyển Philippines và đặc biệt là trung vệ Alvaro Silva quá hiểu về Quang Hải. Cho đến lúc này thì các cầu thủ Philippines không đưa bóng thật nhiều sang hai cánh mà họ chủ trương chơi tấn công bằng những pha bóng ở trung dọc. Đã có lỗi khi nhảy lên tranh chấp, có lẽ là của Đoàn Văn Hậu. Trong một trận đấu có tính chất quan trọng thuộc vòng đấu knock out như thế này, chúng ta thấy là cả hai đội đều đang được tổ chức rất chặt chẽ. Đây đã là phút thứ 17 và chuẩn bị sang phút thứ 18, và chưa có một cơ hội nào thực sự nguy hiểm dành cho các cầu thủ của cả đội tuyển chủ nhà Việt Nam chúng ta cũng như là đội tuyển Philippines. Và tổng tỷ số sau hai lượt trận đấu thế này vẫn đang là 2-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Với đội tuyển Việt Nam thì đây là một cách chơi hợp lý, bởi vì chúng ta đang có ưu thế về mặt tỷ số. Thời gian trôi đi, Philippines không có cơ hội. Đội bóng này sẽ sốt ruột và có thể sẽ mắc phải những sai lầm nào đó. Và những pha phối hợp nhanh với những cầu thủ đá ít chạm tốt của đội tuyển Việt Nam rất có thể là sẽ phát huy hiệu quả trong những tình huống như vậy. Điều quan trọng mà chúng ta đang làm được đó là ngăn chặn sự hưng phấn và quyết tâm cao khi vào trận đấu của các cầu thủ Philippines. Đã có pha va chạm giữa Quế Ngọc Hải với một cầu thủ của đội tuyển Philippines, nhiều khả năng là Ray Chau. Trọng tài đang cho trận đấu tạm dừng. Đúng là Rachel. Rachel đang là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Philippines tại AFF Suzuki Cup năm 2018 với 2 bàn. Phải nói rằng ở thời điểm hiện tại, ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam là Quế Ngọc Hải, là Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh đang là ba cầu thủ tạo nên hàng phòng ngự ấn tượng nhất, xuất sắc nhất tại AFF Suzuki Cup năm 2018 khi đến thời điểm này đã bước vào trận bán kết lượt về rồi, tức là trận đấu thứ 6 tại giải. Chúng ta mới chỉ để thủng lưới một bàn duy nhất. Cầu thủ đang bị đau, Rachel chính là người đã khiến cho thủ môn Đặng Văn Lâm phải nhận bàn thua duy nhất tại giải đấu đến thời điểm này. Và đó là một tình huống xuất phát từ nỗ lực bên phía cánh trái của đội trưởng Finn Young Husband. Sự chắc chắn của Đặng Văn Lâm khiến cho những thủ môn dự bị như là Nguyễn Tuấn Mạnh hay là Bùi Tiến Dũng không có cơ hội để được ra sân. Người đang có bóng là Đức Huy. Trận đấu đang là một cuộc đấu trí và những toan tính chiến thuật của ông Park Hang-seo và ông Sven-Goran Eriksson, những người đều đã từng được có cơ hội giữ World Cup. Đường chuyền tốt của Duy Mạnh dành cho Quang Hải. Ingresso. Vẫn là Ingresso. Các thủ áo đỏ của chúng ta đã lùi về rất nhanh và ngay lập tức bị được những chỗ trống. Quang Hải. Một pha xử lý cho thấy sự tự tin của Lương Xuân Trường. Được chuyền lên cho anh Đức nhưng pha bóng quá dài.
đội tuyển Việt Nam đang thi đấu với một đội hình đá thấp và sẽ có nhiều những đường bóng nhanh như vậy để tổ chức phản công. Lỗi là của Stefan Struck. Các cầu thủ hoạt động ở trên sân với một mật độ cao. Trong khi đó ở khu vực ban huấn luyện, đặc biệt là ở khu vực ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam, chúng ta thấy là các huấn luyện viên đã trao đổi với nhau một cách liên tục và đưa ra được những phương án cập nhật liên tục dành cho các cầu thủ. Sự tập trung tối đa dành cho trận đấu ngày hôm nay trước một đối thủ có những cá nhân lợi hại. Anh Đức, Tuấn Anh, không được. Cú đánh đầu chiến thuật trở lại của anh Đức dành cho Phạm Văn Đức, nhưng các cầu thủ Philippines đã kịp thời ngăn chặn. Trọng Hoàng. Lần này thì lỗi đã thuộc về Duy Mạnh. Đội tuyển Việt Nam đang duy trì được một lối chơi phòng ngự hợp lý và sẽ sẵn sàng phạm lỗi, nhưng với một điều kiện là ở những khoảng cách xa so với khung thành của đội nhà. Đó là một sự kỷ luật và chặt chẽ rất tốt khi phải đối mặt với những đội bóng có khả năng xử lý những tình huống cố định tốt như là đội tuyển Philippines. Ramsey, Strock, Finn Jung-Husband, Demerga. Cầu thủ Philippines đang rất muốn đưa bóng sang bên phần sân của đội tuyển Việt Nam và thực hiện những đường bóng bổng. Tuy nhiên các cầu thủ của chúng ta đã tổ chức vây giáp rất tốt ngay ở giữa sân. Quả thực là với một hệ thống thi đấu được bố trí như này thì rất khó có những khoảng trống dành cho các cầu thủ Philippines. Đội tuyển Việt Nam đã hoàn toàn chơi phòng ngự chặt và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công. Trọng Hoàng, Xuân Trường, Quang Hải, Đức Huy, Quế Ngọc Hải. Rất tốt. Philippines đang thi đấu đầy sức mạnh. Đã có va chạm xảy ra giữa các cầu thủ của cả hai bên. Chúng ta đang thấy Văn Quyết, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, đang rất chờ đợi được vào sân ở trận đấu ngày hôm nay. Ở trận bán kết lượt đi tại Bacolod, Văn Quyết thậm chí không được vào sân. Ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp đội tuyển Campuchia, Văn Quyết chỉ được vào sân ở những phút cuối cùng. Nhưng rất có thể đây sẽ là một trong những chiêu khích tướng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Vị trí sở trường của Văn Quyết đó là vị trí hậu công. Nhưng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo thì Văn Quyết thường bị đá giạt sang hai bên cánh, hoặc khi cần thiết lại phải kéo xuống quá thấp để hỗ trợ cho phòng ngự và đã không thể phát huy được hết vai trò của Văn Quyết. Đúng là trong từng tình huống tranh chấp thì các cầu thủ của chúng ta đang thi đấu hết sức tập trung. Philippines có một huấn luyện viên rất giỏi, đó là ông Sven-Goran Eriksson, và có những cá nhân cầu thủ có thể tỏa sáng. Dù lối chơi đồng đội của lúc này không phải là quá ấn tượng và có thể tạo ra những pha bóng đẹp mắt, và đó chính là những lý do mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã yêu cầu các cầu thủ của mình phải thi đấu thật sự là chặt chẽ và tập trung ở trong trận đấu này. Strock. Những phút vừa qua thì Strock đã bó vào trung lộ nhiều hơn. Rất clear. Rất may không thể thổi phạt gián tiếp đối với đội tuyển Việt Nam trong tình huống vừa rồi. Liên tục là những pha chuyền bóng ở trung dọc theo một hướng vào khe giữa các trung vệ của đội tuyển Việt Nam từ phía Philippines, và Finn Jung-Husband tỏ ra là một người rất thích hợp với những tình huống chạy chỗ không bóng và nhận những đường chuyền như vậy từ bên phần sân nhà. Anh Đức,
một tình huống tranh chấp đầy sức mạnh giữa anh Đức và Alvaro Silva. Vâng, Alvaro Silva thì quá hiểu về sự nguy hiểm của anh Đức và Quang Hải, và đó có lẽ là một trong những lý do khiến cho trung vệ mang áo số 33 này rất tích cực phạm lỗi đối với Quang Hải và anh Đức. Hiện tại thì Alvaro Silva đã kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ của Malaysia Kedah và anh đang hướng tới việc chuyển sang Thái Lan thi đấu. Tiếp tục là một tình huống can thiệp nữa của Alvaro Silva. Quế Ngọc Hải. Shock. Đội tuyển Philippines chỉ có một cách chơi duy nhất, đó là những tình huống chuyền bóng dài, những tình huống bóng bổng chuyển lên phía trên dành cho đội trưởng Phim Trang Husband hoặc Rachel. Xuân Trường sẽ được yêu cầu hỗ trợ nhiều hơn dành cho Đức Huy trong những tình huống tranh chấp ở khu vực trung tâm hàng tiền vệ. Quang Hải. Trọng Hoàng. Vẫn đang là các cầu thủ áo đỏ. Sự tỉnh táo vốn có và không có gì phải vội vàng cả. Đây sẽ là lối chơi để khiến cho các cầu thủ Philippines phải sốt ruột. Lương Xuân Trường. Trong những trận đấu như thế này, khi đối phương là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, chúng ta chờ đợi vào những tình huống chuyền dài, những tình huống chuyền chém mù của Lương Xuân Trường hay Quế Ngọc Hải để tạo ra những cơ hội cho anh Đức và các đồng đội ở phía trên. Rất hay. Bắt đầu. Pha xử lý rất bình tĩnh của đội bắt đầu. Anh Đức. Không vào. Pha ngả người dứt điểm là của Quang Hải. Quá tuyệt vời với một tình huống như vậy, và tất cả chắc chắn là đứng bật cả dậy trong một đường chuyền mã ngoài chân trái đẹp như tranh vẽ của Đoàn Văn Hậu, và một cú tung người móc bóng thật sự là ngoạn mục của Nguyễn Quang Hải. Chúng ta cùng xem lại một bản giao hưởng trên không vừa được Đoàn Văn Hậu và Quang Hải tạo ra về phía khung thành của đội tuyển Philippines. Thay cho pha phối hợp vừa rồi giữa hai cầu thủ thuận chân trái là Văn Hậu và Quang Hải. Văn Hậu là một cầu thủ trẻ nhưng đã chứng tỏ được những giá trị về chuyên môn của mình. Pha bóng vừa rồi là một tình huống kiến tạo bằng má ngoài của Đoàn Văn Hậu. Bây giờ thì một cầu thủ của đội tuyển Philippines đang bị đau, đó là tiền vệ trung tâm Ingreso. Khi mà Quang Hải, một trong những cầu thủ quan trọng nhất trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam, có thể gây ra những pha nguy hiểm như vậy về phía khung thành của thủ môn Dayto, thì chắc chắn là các cầu thủ Philippines sẽ không thể toàn tâm toàn lực để tấn công. Và sức ép vì thế với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam từ phía Philippines sẽ được giảm tải. Có vẻ như Ingreso bị chấn thương trước trận đấu, thì hàng tiền vệ của đội tuyển Philippines đã phải chịu tổn thất khi mà một trong những cầu thủ quan trọng nhất của huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson, Manenot, bị chấn thương và ngày hôm nay phải ngồi trên băng ghế dự bị. Và bây giờ thì Ingreso đang bước trên sân với những bước đi tập tễnh. Không có sự thay đổi cầu thủ khi mà Ingreso đã ra dấu hiệu cho ban huấn luyện của đội tuyển Philippines rằng anh có thể và hoàn toàn đủ thể lực để tiếp tục thi đấu ở trên sân. Tranh chấp rất quyết liệt. Vừa rồi thì Sibo yêu cầu trọng tài người Nhật Bản ông Kimura phải rút thẻ đối với tình huống vào bóng của Đoàn Văn Hậu. Hiện tại thì huấn luyện viên Park Hang-seo đang có những cầu thủ rất đa năng. Đoàn Văn Hậu bên phía cánh trái hay Trọng Hoàng bên phía cánh phải vừa đóng vai trò là những cầu thủ hậu vệ cánh khi tham gia hỗ trợ phòng ngự
nhưng cũng có thể phát huy được vai trò của những tiền vệ tấn công trong các tình huống dâng cao. Huấn luyện viên Sven Goran Eriksson đánh giá rất cao về sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của huấn luyện viên Park Hang-seo. Quả đá phạt dành cho đội tuyển Philippines. Đánh đầu pha bóng lên thành công. Thêm một đường bóng bổng nữa. Và đã có lỗi việt vị đối với cầu thủ của đội tuyển Philippines. Cầu thủ đã bị rơi vào thế việt vị. Đó là Aguinaldo. Rất chính xác. Trợ lý của trọng tài Kimura đã chính xác khi bắt việt vị đối với cầu thủ áo số 12 của đội tuyển Philippines. Trong hơn 30 phút vừa qua của trận đấu thì các cầu thủ của chúng ta đang tuân thủ rất tốt đấu pháp chiến thuật của ban huấn luyện, đó là chơi chặt chẽ và ưu tiên phòng ngừa bên phần sân nhà. Phan Văn Đức. Aguinaldo có một pha tranh chấp quyết liệt. Cả ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam đều đã đứng cả dậy và liên tục đưa ra những chỉ đạo dành cho các học trò. Trọng Hoàng, Quang Hải. Thêm một đá nữa. Tưởng như đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho đội tuyển Việt Nam với một tình huống ra chân rất nhanh của Phan Văn Đức. Phan Văn Đức luôn là như vậy, luôn rất chắc chịu những khoảng trống và những khoảng thời gian ít ỏi mà anh có để thực hiện những pha xử lý một chạm ngay lập tức về phía khung thành của đối phương. Bóng từ chân của Hải đúng vào vị trí của anh Đức. Và Phan Văn Đức ngay sau đó cũng đã phản ứng rất nhanh. Vừa rồi là một cơ hội rất tốt để cho Phan Văn Đức có thể có được bàn thắng thứ 3 của mình tại giải năm nay, để vươn lên sánh ngang thành tích ghi bàn của người đàn anh Nguyễn Anh Đức. Trọng Hoàng. John Hasman. Một đường chuyền không cho đồng đội nào cả của đội trưởng bên phía đội tuyển Philippines. Sự liên lạc giữa Đặng Văn Lâm với những cầu thủ đồng đội thi đấu ở phía trên anh vẫn đang được duy trì một cách cẩn thận và hiệu quả. Cắt bóng thành công, Quang Hải rất tốt. Phan Văn Đức. Đoàn Văn Hậu. Phan Văn Đức. Chính xác. Đoàn Văn Hậu. Không vào. Quả căng ngang là quá tuyệt vời. Và người băng vào trong, một người băng vào trong với một sức mạnh vốn có của mình là anh Đức cũng là rất đúng bài. Cái bóng đã đi qua tất cả những cầu thủ của cả hai đội ở trong tình huống tấn công đẹp mắt này. Và cánh trái đang tạo nên những sự sinh động và ấn tượng trong những đợt lên bóng của đội tuyển Việt Nam. Một pha cao thiệp rất đúng lúc của trung vệ De Mega. Chỉ một cú chạm chân nhẹ thôi nhưng nó đã khiến cho cơ hội của anh Đức bị trôi qua. Vừa rồi là một trong những tình huống phối hợp tấn công sắc nét nhất và là cơ hội nguy hiểm nhất mà chúng ta đã tạo được kể từ đầu trận. Vẫn còn. Nhưng đã có lỗi việt vị của Phạm Văn Đức mất rồi. Một tình huống việt vị rất rõ ràng của Phạm Văn Đức, anh đã di chuyển quá sớm. Một tình huống mà bóng từ phía dưới được đưa lên ở trên không dành cho anh Đức để làm tường cho những vệ tinh xung quanh mình. Hiệp giúp để đối phương chiếm thế.
Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng luôn có mặt đúng lúc để hỗ trợ cho những cầu thủ ở hai biên như là Đoàn Văn Hậu hay là Nguyễn Trọng Hoàng. Và các cầu thủ ở trên thì cũng có thể lui về kịp thời để hỗ trợ cho những cầu thủ ở bên phần sân nhà và tạo nên hệ thống phòng ngự nhiều lớp. Strock, chúng ta đang thấy Strock là cầu thủ thi đấu thoải mái và tự do nhất trên sân bên phía đội tuyển Philippines. Lúc thì anh xuất hiện bên phía cánh trái, lúc bên phía cánh phải, và cũng có nhiều thời điểm anh xuất hiện ở khu vực giữa sân. De Maga. Trên sân lúc này thì huấn luyện viên Sven Goran Eriksson đang có 4 trong tổng số 5 cầu thủ đã ghi bàn tại giải đấu này đang xuất hiện trên sân. Trường hợp vắng mặt duy nhất trong số 5 cầu thủ đã ghi bàn đó là Bedic. Trọng Hoàng. Jong Hasbin. Lỗi kéo người. Pha phạm lỗi của Duy Mạnh. Trong những phút vừa qua thì Duy Mạnh cùng với các đồng đội khi cần thiết luôn thực hiện những tình huống phạm lỗi xa khung thành. Với các cầu thủ có thể hình và thể lực tốt như đội tuyển Philippines thì những tình huống phạm lỗi ngay sát với khu vực 16-10 trước khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ là rất nguy hiểm. Và đây sẽ lại là một cơ hội bóng bỏng nữa cho các cầu thủ Philippines. Dù rằng khoảng cách là xa so với khung thành của Đặng Văn Lâm, nhưng những đường chuyền bóng bổng của Philippines thì vẫn luôn lợi hại. Đội tuyển Việt Nam quá rõ điều này. Và cho đến lúc này thì những phương án triển khai phòng ngự bóng bổng của đội tuyển chúng ta vẫn đang được thực hiện rất tốt. Stefan Strock. Vừa rồi là một tình huống cài người rất khôn ngoan của Phạm Văn Đức. Trọng tài không thể thổi phạt với tình huống cài người vừa rồi của cầu thủ áo số 20 bên phía đội tuyển Việt Nam. Quang Hải, cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải. Phạm Văn Đức. Trọng Hoàng. Lần thứ hai trong trận đấu Trọng Hoàng thực hiện những cú sút xa, nhưng đến thời điểm này thì Trọng Hoàng chưa tung ra được những cú sút gây nguy hiểm đối với khung thành của thủ môn Patrick Daito. Một trong những tình huống quen thuộc nhất của Trọng Hoàng ở giải năm nay đó là ngoặt quả bóng về phía chân trái và mở ra những khoảng trống để dứt điểm về phía khung thành của đối thủ. Tuy nhiên hai nỗ lực của Trọng Hoàng cho đến thời điểm này đều không thành công. Quang Hải. Khả năng giữ bóng của Quang Hải là rất tuyệt vời. Đức Huy. Đội tuyển Philippines có những cầu thủ tranh chấp bằng sức mạnh. Đây đã là những phút cuối của hiệp 1. Một trận đấu khó khăn và huấn luyện viên Park Hang-seo đã liên tục ra ngoài đường biên để trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ. Chắc chắn là huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn nhớ ở thời điểm cuối hiệp 1 của trận bán kết lượt đi, và ông đang yêu cầu các học trò của mình cần phải giữ được sự tập trung. Có lẽ đã có tình huống đánh nguội của cầu thủ bên phía đội tuyển Philippines. Một cầu thủ áo đỏ đang phải nằm sân. Chúng ta cùng chờ đợi xem sẽ có góc quay chậm cho thấy tình huống phạm lỗi của Reysel hay không. Trọng tài Kimura đã ra hội ý với những trợ lý của mình và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem quyết định đưa ra như thế nào đối với tình huống phạm lỗi vừa rồi của Reysel. Đây là pha quay chậm, chúng ta sẽ cùng xem điều gì vừa xảy ra. Như vậy người phạm lỗi không phải là Reysel mà là Aguinaldo. Anh đã dùng vai để thúc vào cằm của Đào Văn Hậu.
Đoàn Văn Hậu vẫn đang bị đau. Và chúng ta vẫn đang chờ đợi quyết định của trọng tài người Nhật Bản, ông Kimura. Đó là những nhắc nhở mà trọng tài Kimura dành cho Agunado của đội tuyển Philippines. Chắc chắn là các cầu thủ chúng ta sẽ không được để phân tâm hay mất tập trung bởi những tình huống như vậy. Những pha bóng có thể là tiểu xào đối với đội tuyển Việt Nam của các cầu thủ áo xanh. Rất tốt. Pha xử lý chính xác của Đoàn Văn Hậu. Aguinaldo định kiếm một quả phạt góc cho cầu thủ Philippines nhưng không thành công. Phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng. Những pha xử lý của Trọng Hoàng cho đến thời điểm này đang thiếu đi một chút sự chính xác. Vừa rồi là lần thứ 3 trong hiệp 1 Duy Mạnh phạm lỗi với các cầu thủ của đội tuyển Philippines. Và người vừa bị phạm lỗi đó là đội trưởng Finn Jang Hasman. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup năm 2018. Tỷ số trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vẫn đang là đội tuyển Việt Nam 0 và đội tuyển Philippines 0. Tổng tỷ số sau 2 lượt trận đang có lợi thế 2-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam của chúng ta. 2 phút đã bù giờ dành cho hiệp đấu đầu tiên này. Rất tốt. Đúng là những tình huống bóng bổng vào trong của đội tuyển Philippines luôn đem đến khá nhiều những nguy hiểm đối với khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Nhưng các cầu thủ chúng ta đang chơi kỷ luật. Trận đấu căng thẳng và rất nghẹt thở. Từng giây từng phút trôi qua, điều đó liên tục diễn ra ở trên sân. Hoan hô Đặng Văn Lâm. Những pha bóng như vậy chắc chắn là mang đến sự yên tâm cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Những pha bóng dứt khoát và an toàn của Đặng Văn Lâm. Stephen Schrock sẽ là người thực hiện quả đá biên cho đội tuyển Philippines. Một cú sút xa với lực rất tốt từ phía cầu thủ áo xanh. Người đã có tình huống dứt điểm trong tình huống vừa rồi đó là Ramsey. Cú đá nửa nẩy từ tuyến hai của Ramsey nhưng hoàn toàn nằm trong tầm quyền soát của Đặng Văn Lâm. Những giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, một trận đấu mang đến rất nhiều sự hồi hộp và những diễn biến căng thẳng ở trên sân. Đúng là một trận bán kết của AFF Cup khi mà mọi thứ đều có thể xảy ra và xoay chuyển rất nhanh. Vẫn là những tình huống phối hợp tốt giữa các trung vệ và thủ môn Đặng Văn Lâm. Tiếng còi của ông Kimura đã vang lên. Hiệp đấu đầu tiên sôi động và rất kịch tính vừa mới khép lại. Huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn là cũng đã rất mệt mỏi ở trong hiệp 1 này. Ông cùng với các học trò đã có một hiệp đấu đầu tiên khó khăn, nhưng 0-0 là một kết quả thành công đối với đội bóng của chúng ta trước một đối thủ khó.